tiếng hát chơi vời như nhắn bao lời, mà nào thấy bóng em nơi đâu đâu. Tan một cơn mê xót xa ơi nếu về, rồi đêm cay đắng đến nhau qua cơn mê. Này biển ơi có em nơi khơi sâu, tiếng hát chơi vời như nhắn bao lời, vẫn yêu yêu một em thôi. Dù hai đứa hai đường hai lối, tôi vẫn yêu yêu một em thôi. Caru, Caru ơi, mở cửa cho anh vào. Mở cửa cho anh vào gặp mặt, Caru ơi. Ai đó? Kìa, anh Barry. Anh đến nhà em vào giữa đêm khuya để làm gì? Caru, Caru ơi, hãy mở cửa cho anh vào gặp mặt em, để nói với em một điều quan trọng. Không, không, em không mở cửa đâu. Chồng em đang đi biển, xin anh hãy để cho anh ấy được yên lòng. Hả? Caru, Caru ơi, những lời em nói ra như lưỡi dao nét trái tim anh. Dẫu đắng cay nhưng anh vẫn thấy xúc động bồi hồi. Dù em đã có chồng nhưng đừng xem anh là một người xa lạ. Caru, Caru ơi, anh đến đây là để... Để làm gì? Sao anh không kể như em đã chết từ ngày em bỏ đi xa, giang sao lưng lời hờn trách của cha, gạt ngấn lệ ướt nhòa đôi mắt mờ, nên đã bao lâu. Mình giữa lúc bệnh trầm kha, ôi một đứa con vô nghĩa vô tình, ơi người thương ơi biết sự sao cho vẹn. Dù phải hy sinh cũng gắn gượng mà đi cho hết đoạn đường đời. Cá ru ơi, anh như cá lặn tìm sao, như kẻ si tình mò trăng nơi đáy biển. Anh cố bôi xóa trong tim một bóng hình, một tình yêu non dại để gìn giữ cho em sắc son cùng chồng mãi mãi, và để cho anh đóng trọn vai trò của người anh cao cả trước một câu thề. Em ra đi không hẹn buổi
quay về. Cả mái gia đình và cả cái làng chài năm cũ như cũng bị nàng từ bỏ chẳng dân dương. Từng hạt cát vàng như còn dương hơi ấm của người thương. Dẫu họ hờn trách em giống tình bội bạc, đâu ai hiểu rằng nàng nuốt trọn niềm đau cho cả làng chài được bình yên thanh thản. Anh ơi, họ hờn trách em là phải, vì anh đã xa xôi mà em còn thương còn nhớ. Thử hỏi cứ gặp nhau thế này, em biết phải làm sao đây? Caru ơi, từ làng cũ sang đây anh đếm từng bước chân, không một dần trăng hay ngôi sao nhỏ đưa đường. Lòng hỏi tình ơi qua mấy đoạn đường, tràn đầy trong anh một tình yêu quang nghiệt. Hỏi sỏi đá nào mà không da diết đơn đau. Nhưng anh thề sẽ xem em là một người em ruột của anh, mà anh phải bao bọc để giữ gìn sao trước, để một linh hồn được yên tâm cất bước của người mẹ hiền trong giây phút trôi trần. Hả? Anh vừa nói gì? Anh vừa nói ai trói trăng hả? Caru ơi, mẹ của em đã... Mẹ của em sao? Mẹ em đã chết rồi. Trời! Caru, nàng đã ngất xỉu rồi, tôi phải làm sao đây? Có ai đó không? Kìa, Caru, em sao vậy Caru? Caru à, tỉnh dậy đi em. Anh ba Lenny. Caru, vì sao em lại khóc? Anh bạn à, luật lệ của biển khơi là bất di bất dịch. Anh đã mang về một con vợ hư hỏng, nay thằng Barry ấy nó dẫn đến đây, rồi lúc nào đó nó sẽ đến ngay lúc tôi và anh đang ở giữa biển khơi. Lúc đó số phận của tôi và anh làm sao mà biết được? Tại sao? Sao cô lại khóc? Vì sao Barry lại có mặt ở nhà tôi? Sao cô lại khóc? Cô khóc vì vẫn còn nuối tiếc mối tình xưa đúng không? Không. Anh biết anh ấy đến đây để làm gì không? Để làm gì? Để làm gì chứ? Anh ấy đến đây là để gặp em một lần cuối trong đêm này, để báo tin mẹ đã lìa trần gian. Đời lắm nhiều quan nghiệt trái ngang, họ nghi em thay giả đổi lòng, phụ bạc tình trong. Ôi hỡi trời, trời cao có thấu chăng? Chỉ có anh hiểu cho lòng thần biển thiên liêng. Ta đã sinh ra và lớn lên từ làng chài muôn thuở. Hỡi những cơn bão hung hăng đã bao lần nhấn chìm những chiếc thuyền con trong gian nguy trắc trở. Hãy trả lời đi, ai dám cằn
nhân sức mạnh của đôi tay đang muốn giành quyền được sống cho một đứa con vừa mới ra đời. Tội của ai mà nói chẳng nên lời. Lúc nhỏ tôi cười đùa làm chi với thằng con trai giàu sang ấy, là con gái dân chài thì có lấy nó được đâu. Dù chuyện chẳng có gì nhưng họ muốn đào sâu. Em có trong trắng hay không thì chỉ mình anh mới biết. Nhưng hỏi ơi bây giờ anh cũng là người có tội, người tài giỏi giữa biển khơi đã bị lội khỏi dân chài. Anh ơi, nếu quá khứ của em đã làm nên tội thì bây giờ em quỳ chịu tội dưới chân anh. Chuyện xảy ra nó cũng đã xảy ra rồi, nếu anh không tha thứ em cũng đành cam chịu. Caru, Caru ơi, chẳng những tha thứ cho em mà anh còn nguyền rủa những ai hà khắc trói buộc chúng ta vào dòng quan nghiệt vô hình. Cái vô hình đó từ lâu nó đã bao trùm cả không gian ta đang sống, thôi ai nào thoát khỏi nó được đâu. Nhưng em làm vợ, em đã tạo cho ta biết thế nào là tình cảm làm chồng làm cha. Ta sẽ bao bọc cho em bằng sức mạnh và lòng dũng cảm. Anh phải xác định lại cho mình quyền sống như một con hải âu, một sinh vật kỳ dị của trùng dương. Nếu kho tàng ở biển kia là của ngư dân thì ta nhất định dành phần cho ta. Ôi, chồng của em, người chồng can đảm và chịu đựng. Em thật hạnh phúc khi sống trong vòng tay che chở của anh. Phải, anh sẽ mãi mãi che chở cho em và con. Nhưng chúng ta sẽ sống ra sao và sống bằng cách nào đây anh? Cách nào à? Em hãy nhìn kìa, biển cá mênh mông, một màu xanh trong, nơi ấy sẽ cho ta tràn sự sống bao la. Sống chết gì cũng ở biển mà thôi, nhất định là anh sẽ ra khơi. Nhưng thuyền anh đâu có, họ xa lắm nhỏ, giống gì được cho chồng. Anh mượn đỡ thuyền của họ đi câu, nhất định là không khó khăn đâu. Nhưng anh ơi, em thấy lòng lo sợ. Sức mạnh này sẽ bảo bọc cho em. Anh đi ngay bây giờ, giữa biển trời anh vẫn sẽ trơ trơ. Balani, khoan đã anh, trời đêm nay sắp có giông bão, em sợ lắm. Đã là dân chài thì sợ gì giông bão nè, anh đi nha em. Balani ơi, đừng có câu cá xa quá nha anh. Em đừng lo mà, hãy nhà cầu nguyện cho anh nghe Caru. Balani, Balani.